Sếp có chiều chị khi ở trên giường không? Em sẽ giúp chị. Em không muốn chị nhắm vào với sếp. Hiện gia đình nhà chị chỉ còn cái vỏ bọc thôi, không biết rồi còn gì. Chỉ khi nào ở bên Cưng, chị mới thấy hạnh phúc. Tôi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Thế rồi tôi gặp một người thanh niên này. Cậu ấy làm cho tôi những điều mà chồng tôi không làm được. Liệu tôi có thể vừa sống với chồng như thế này, còn khi nào mà tôi cảm thấy muốn được hạnh phúc, được vui vẻ, tôi đến bên cậu ấy. Anh đi ăn với bạn với nhau. Anh ăn tôm mình đi. Em ngoan đâu, em đi học đây. Này, em có thưởng anh nhá. Anh đi chợ nấu cơm để hai vợ chồng mình cùng ăn với nhau. Em đi ăn với bạn, em không thể nói với một câu. Em không thể bắt anh làm. Em cứ tưởng việc này là anh tự nguyện chứ. Em chỉ đang nghĩ đến món quà ngày trước anh tặng em trước tình cưới. Nhưng mà sau đó khi trở thành vợ anh thì tất cả mọi thứ chỉ là con số không.